Quý 1 năm 2019, bên cạnh sự ổn định, phát triển thuận lợi của nền kinh tế vĩ mô, thị trường bất động sản của Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt với chỉ số quan tâm tăng trưởng là 5,2%. Đồng thời, giá nhà đã tăng mạnh từ năm 2002 đến năm 2018, chứng minh sức hấp dẫn trong đầu tư bất động sản. Đây là thông tin được đại diện kênh thông tin bất động sản.com.vn cho biết tại buổi báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản quý 1 năm 2019 được tổ chức sáng ngày 10 tháng 4 tại Hà Nội. Theo bấtđộngsản.com.vn, kinh tế toàn cầu đang trong chu kỳ tăng trưởng kéo dài, các chỉ số về kinh tế Việt Nam đều đạt được con số ấn tượng. Đồng thời, mức độ quan tâm tới các loại hình bất động sản Việt Nam trong quý 1 năm 2019 đạt 115%, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin đăng bất động sản trên trang bấtđộngsản.com.vn cũng tăng trưởng từ 598,2 nghìn tin quý 1 năm 2018 lên 870,7 nghìn tin quý 1 năm 2019, cho thấy sức hấp dẫn từ thị trường bất động sản. Hiện tại thì một vấn đề ở thị trường bất động sản Việt Nam là thông tin chưa thực sự là, thể nói là minh bạch. Do vậy là để đảm bảo được có người có nhu cầu bất động sản, người quan tâm bất động sản, có thêm góc nhìn về thị trường bất động sản, thì bấtđộngsản.com.vn hôm nay là lần đầu tiên đã công bố báo cáo thị trường của chúng tôi. Thì cái báo cáo thị trường này thực tế đã được bắt đầu và có những bước đi đầu tiên cách đây từ khoảng độ 3-5 năm rồi. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chúng tôi nhận thấy rằng là đây là giai đoạn chín muồi. Khi mà chúng tôi có đầy đủ về mặt cơ sở, về mặt tính khách quan thị trường, về mặt tính đại diện, về mặt dữ liệu. Thống kê của bấtđộngsản.com.vn cũng cho thấy lượt tìm kiếm bất động sản các tỉnh thành có xu hướng tăng nhẹ trong quý 1 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó Hà Nội tăng 12%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 18%, Đà Nẵng và Nha Trang tăng 17%, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An tăng 18%. So với cùng kỳ năm 2018, đất thổ cư, đất nền, dự án tăng 20%, chung cư tăng 27%, nhà riêng tăng 4%. Từ quý 4 năm 2018 đến quý 1 năm 2019, giá bất động sản Hà Nội tăng 2,4%. Dự báo về thị trường bất động sản trong các tháng còn lại năm 2019, bấtđộngsản.com.vn nhận định vẫn có sự tăng trưởng và giá nhà tại các thành phố lớn hoàn toàn có dư địa tăng giá cao trong tương lai.